Dạ con thưa sư ạ, câu hỏi tử hành là Hoài An ạ. Dạ con kính bạch thầy, giữ giới là phương pháp đoạn trừ lậu hoặc nào ạ? Giữ giới ở đây thì nó liên quan đến cả những cái phòng hộ đó. Giữ giới nó đoạn trừ được rất nhiều các lậu hoặc. Ví dụ như là một cái người mà thọ trì những cái giới rất là thông thường, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì nó đã đoạn trừ được những cái lậu hoặc tàn hại rồi, rất nhiều những cái lậu hoặc rồi, không có bị vướng vào những cái lao lý, những cái khổ đau ở đời này và đời sau. Còn mình vướng vào những cái khổ đau đấy là lậu hoặc, còn mình giữ giới là do cái sự phòng hộ các căn, thì nó làm cho những cái dục tham sân hận nó không khởi lên. Thì dục tham sân hận là lậu hoặc, do mình hòng chỗ các căn nó không khởi lên, đấy là giữ giới, là đoạn trừ các lậu hoặc. Rồi là cái sự phòng hộ, rồi thì cái sự kham nhẫn, tránh né, trừ diệt đấy, nó cũng đều là giữ giới hết. Nghĩa pháp đấy nó đều liên quan đến sự giữ giới để đoạn trừ những cái lậu hoặc, nhưng mà nó không thể đoạn trừ dứt điểm các cái lậu hoặc được. Mà cái giữ giới nó làm nền tảng để cho mình phát triển được cái tâm định tĩnh, rồi định tĩnh nó làm nền tảng cho cái sự phát triển được cái tuệ giác. Thì cái tuệ giác đấy nó mới đoạn trừ lậu hoặc thật sự và tuyệt đối. Còn sự giữ giới mà thì nó đoạn trừ được những lậu hoặc thô thiển, làm cho nó không khởi lên những lậu hoặc thô thiển. Thực hành thiền định thì nó đoạn trừ được những cái lậu hoặc vi tế, nhưng mà nó chỉ đoạn trừ tạm thời trong cái lúc hành thiền đấy. Còn thực hành thiền quán thì nó mới đoạn trừ được lậu hoặc một cách hoàn toàn. Khi nào mình phát triển được cái chi kiến giác ngộ chân lý tứ thánh đế thì nó đoạn trừ được một cách tuyệt đối, và nó làm cho cái lậu hoặc đó không thể sinh khởi lại được nữa. Đó là khi mình thành tựu được cái tâm, được cái tuệ siêu thế, được cái chi kiến mà thấy được cái pháp siêu thế, thì nó mới đoạn trừ được cái lậu hoặc một cách tuyệt đối.